Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và có một cái này mình phát hiện ra rất thú vị mà không biết là bên Anna Free Fire có bị nhầm hay không. Đó là họ đã hình như đã quên mất một phần thưởng free dành cho chúng ta ở trong cái sự kiện chuỗi Giáng sinh. Mình không biết là cái sự kiện này thì bên Anna sẽ có ra hay không. Tuy nhiên thì ở thấy các server khác đã phát rồi. Nhưng trong toàn bộ cái lịch sự kiện Giáng sinh ấy thì chúng ta sẽ có sự kiện phá băng dinh quà để nhận bộ đồ này, bộ đồ top 3 squad để nhận được cái mũ tuần lộc đỏ này, rồi thì quà đăng nhập nhận con Yeti này, rồi chúng ta sẽ có một loạt các sự kiện thu thập huy hiệu. Tuy nhiên thì mình nhớ ra là bên Anna Free Fire ấy họ còn có một cái quà nữa, nhưng mà hình như là họ quên mất không cho vào trong sự kiện nào, mặc dù là họ đã có gửi cho mình để review đấy. Chính mình bởi vì là mình không nhìn thấy ở trên cái hệ thống sự kiện nên mình cũng quên mất luôn đấy. Ok con dê, ở đây mình sẽ cho anh em xem. Hình như bên A nào quên mất, đây là cái mặt nạ băng tâm anh em ạ. Đấy, quả mặt nạ trông rất a đuầy. Và quả mặt nạ trông dị thật sự ạ. Và cái mặt nạ này thì trông nó kia kiểu là kiểu là một cái bóng ma ở tuyết ấy. Nói chung là tôi cũng không biết là giải thích cái mặt nạ này kiểu gì. Đấy, mũi thì màu đỏ kiểu tuần lộc, mắt thì màu bị thâm. Đấy, xong rồi xung quanh thì có những hiệu ứng như kiểu bông tuyết ấy, anh em. Đấy thì kiểu như là thần chết của Giáng sinh ấy, tử thần Giáng sinh ấy. Đấy, trông khá là hay, nhưng mà không biết tại sao mà hình như bên Anna Free Fire quên mất là họ không đưa cái sự kiện này không đưa cái mặt này vào trong một sự kiện free nào cả. Đấy, thế nên là hiện tại là mình đang chưa thấy là chúng ta có cái mặt này free, mặc dù ở các server khác thì đã có phát rồi. Đấy, mà tôi thề với anh em luôn là tôi không biết nhét cái tôi không biết phối đồ cho cái mặt này kiểu gì luôn. Đấy, không biết anh em có gợi ý nào, ví dụ như anh em có cái mặt này phối đồ kiểu gì. Thề luôn mấy cái mặt mà kiểu như này cực kỳ khó phối đồ luôn. Nếu mà chúng ta dùng mặt nạ nó sẽ bị che đi mất. Còn nếu mà chúng ta mà để không thì kiểu trông nó khá là buồn cười ấy. Đấy, để không trông nó kiểu trông nó chẳng ăn nhập gì với những bộ trang phục của chúng ta. Đấy, may ra là có bộ quý cô dây cót băng giá này, mấy cái bộ băng giá thì nhét vào cũng được. Đấy, nhét vào nhưng mà trông nó mất hẳn đi cái độ xinh xắn của con nhân vật. Đấy, cười thật sự luôn. Và hình như là bên Anna Free Fire quên mất là sẽ cần phải phát free cái này cho chúng ta khi mà toàn bộ tất cả sự kiện của server Việt Nam thì hoàn toàn không có cái mặt nạ này. Đấy, thì hoặc là có thể là bên Anna sẽ đưa cái mặt nạ này vào trong một cái sự kiện kiếm tiền. Đấy, nhưng ở các server khác thì mình đang thấy là cái mặt nạ này được phát free. Đấy, mặt nạ phát free. Tại hôm nay mình qua mấy server khác chơi thì mình thấy là đa số các server đều phát cái mặt nạ này, phát cái trang trí mặt này free hết. Đấy, không biết là bên Việt Nam định phát free hay không, hay là sẽ đưa vào trong một cái vòng quay nào đấy. Khá thú vị. Hoặc là cái mặt nạ này ấy, nó sẽ nằm ở trong cái shop quy đổi. Nó sẽ nằm ở trong cái shop quy đổi mà bằng cái đồng xu màu xanh ấy, mà nó sẽ mở vào ngày 1 tháng 1, tức là mở vào 2 ngày tới, tức là mở vào ngày đầu năm mới 2022. Thì không biết là có phải như vậy không, nhưng mà mình thì đang nghĩ là khi bên Nga nào quên mất cái vật phẩm này anh em ạ. Đấy, quên mất vật phẩm này. Nhưng mà thật ra thì cái mặt nạ này có đem đi phối đồ rất là khó đấy. Mình cũng thử cái mặt nạ này đủ các mặt với các thứ, nó rất khó phối đồ. Chính là có mấy cái mắt tia chớp này cực kỳ dễ phối đồ nhá, chứ còn quả mặt nạ băng tâm này khó phối đồ thật sự. Đấy, cực kỳ khó phối đồ luôn. Nói chung là cũng khá thú vị với cả cái mặt nạ này. Tuy nhiên thì bây giờ mình mới nhớ ra là nó có sự tồn tại của nó ở trong game. Đấy, tại vì là đợt này thì mình không nhìn thấy nó xuất hiện trong shop nào cả. Thì mình đoán là nó sẽ nằm ở trong cái shop quy đổi ở cái sự kiện mới. Và trong cái shop quy đổi đấy hình như chúng ta sẽ có một bộ đồ nữ nữa. Một bộ đồ nữ của cái bộ đồ sói công nghệ này. Đấy, thì hy vọng là chúng ta sẽ sớm nhận được được xem là trong cái shop này nó sẽ có những cái gì. Đấy, hiện tại thì mặc dù là chỉnh ngày tới nhưng mà cũng không xem được anh em ạ. Không, bây giờ không làm cái trò mà chỉnh ngày để có thể xem được những nội dung bên trong nữa. Ok con dê, ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire chiều nay họ vừa tung ra một cái video rất hay và mình nghĩ là nó cực kỳ thú vị dành cho những anh em nào mà quan tâm. Đó là cái vấn đề chống hack của Anna Free Fire. Đấy, thì năm nay ấy thì theo cái thống kê đến từ bên Anna Free Fire ấy, họ đã ban nick 100.000 người chơi hack mỗi ngày và áp dụng những chiến lược mới để nhằm chống lại các bản hack. Vâng, khá kinh. Đấy, phải nói là khá kinh anh em ạ. Bên Anna bây giờ họ chống hack ghê thật sự. Hệ thống chống hack họ cũng nói là hệ thống chống hack này sẽ hoàn thiện nếu như mà chúng ta có chủ động report hack. Đấy, nói chung là anh em cứ gặp mấy cái thằng nào mà trông nó bất thường ấy, anh em cứ report đi. Nga 100.000 tài khoản hack mỗi ngày, cái này chắc là tính trên phương diện toàn thế giới. Đấy, này toàn thế giới 100.000 thì nó là một con số khá to với cả ngay ở server Việt Nam chẳng lẽ. Cái này tôi nghĩ là nó là cái con số trên cả thế giới ấy. Khá căng.
em khá căng độ bán xăng, và họ cũng nói là họ có một cái hệ thống chống hack mới đấy, và mỗi tuần thì thứ hạng của 7.000 tài khoản bị thiết lập lại do là cố tình hợp tác với hacker đấy. Đại khái là mỗi tuần thì có 7.000 ông là kẹp hack để mà leo rank, thì mấy ông đấy là cũng sẽ được xuống rank đồng để chơi lại từ đầu. Chả hiểu sao phải kẹp hack làm gì đấy, cái bắn gà như tôi vẻ hợp lý không. Nhưng mà trong này ấy, tôi thấy là bên Anna Free Fire họ liệt kê ra luôn cả bốn cái loại hình hack. Một là hack xuyên tường, thì hack xuyên tường thì chiếm 16% đấy, khá đông. Tiếp theo là hack anten, mà khác thì chiếm 8% thôi, chủ yếu là anh em mà chơi gian lận là anh em hay hay hack kim tâm đấy, hack kim tâm chiếm tới 60%. Tức là nói chung là anh em nó rất thích kim tâm hay nó hậu quả chuyện lúc nào cũng thích hết choạt đấy, hậu quả của cái việc lúc nào cũng thích hết choạt. Thì cái quả hack kim tâm này nó là phần mềm 145k mà tôi hay đùa đấy anh em. Đấy, còn cái hack dịch chuyển thì hình như là nó là bay từ chỗ này chỗ khác này, tôi không biết lắm tại vì tôi có hack bao giờ đâu. Đấy, thì đây là bốn cái loại hình mà bên Nga nào chỉ ra luôn, đấy là những cái vấn đề. Đấy, mấy ông chơi anten thì anten là cái kiểu mà để phát hiện ra vị trí đối phương ấy, còn xuyên tường thì là mấy ông mà lái xe xong rồi cầm quả monster truck phi từ tường này qua tường kia. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà bên Nga Na Free Fire họ liệt kê trực tiếp ra. Đấy, họ liệt kê trực tiếp là những cái kiểu hình thức hack như nào. Thì nói chung là tôi nghĩ là bây giờ bên Nga Na họ đã có những cái chiến lược cũng như là đã có những cái phần mềm chống hack nó rất là xịn sò con bò rồi. Thế nên nó giúp cho cái việc đấy là chống hack nó hiệu quả hơn. Đấy, thì hy vọng là sang năm thì cái hệ thống chống hack này nó cũng sẽ hoàn hảo hơn. Ok, một thông tin nữa để kết thúc cái bản tin rất nhanh này của tôi, đó là OB32 sẽ chuẩn bị ra phiên bản test. Đấy, thì cái OB32 nó sẽ ra phiên bản test sau một tuần nữa. Chúng ta thấy là khá nhanh, mới vừa OB31 ra cái còn chưa kịp chơi hết các tính năng đã thấy chuẩn bị sang OB32 rồi. Thì OB32 nó sẽ rơi vào dịp Tết nha anh em nhá. Đấy, thì cái OB32 này ấy, nó sẽ được cập nhật đâu đó vào khoảng thứ 5. Sau khoảng 21 ngày nữa, tức đúng 3 tuần từ ngày hôm nay. Đấy, tức là rơi vào đâu đó khoảng giữa tháng 1 thì chúng ta sẽ được cập nhật thôi. Tức là khoảng cuối tháng 1 ấy, khoảng cùng ông công ông táo thì sẽ được cập nhật. Thì chúng ta sẽ có ở đây có 3 thứ mới mà bên Ghana Free Fire công bố luôn. Đầu tiên thì hình như đó là một cái sảnh chờ mới thì phải. Một cái sảnh chờ mới, tôi nghĩ cái này là cái sảnh chờ mới trông nó khá hay. Thứ hai là con pet là hình con rùa anh em ạ. Đấy, con pet là hình con rùa, nó không biết là sát thương, chắc là con pet này chắc là kiểu tăng độ bền cho giáp hay là cái gì đấy. Thứ ba chúng ta sẽ có một khẩu shotgun, thì cái này là khẩu shotgun điện, thì đáng lẽ khẩu này ra mắt ở phiên bản OB30 rồi. Đấy, đáng lẽ OB30 đã ra cái khẩu này rồi, nhưng mà không biết lý do tại sao mà lại không ra nữa. Đấy, lại hủy sao bây giờ mới định ra. Đấy, thì không biết là cái khẩu này thì nó là khẩu shotgun, trông thì có vẻ giống ở shotgun đấy, không phải phóng lựu đâu, phóng lựu gì mà trông lại như này. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ đợi những thông tin chính thức đến bên Ghana Free Fire. Ok, và đó là số thông tin ở trong cái bản tin nhanh buổi tối này mình dành cho anh em. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki của mình, thấy những video mình lành mạnh bổ ích mang lại cho anh em thông tin vui vẻ, anh em đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau, mà tôi thấy cái đấy trông nó hơi giống M79 anh em ạ.